Này bị cháy quý vị ơi. Xe cứu lửa lại đâu quý vị. Mà cái này là cái phòng giật đồn đó quý vị. Chắc bị điện mát, điện gì chỉnh nó bị mát làm sao nó cháy quá thành khói rồi. Đứng gần đây nào quý vị thấy không? Bây giờ mình quay dưới nha mọi người. Có cháy nhỏ gì hai chiếc xe cứu lửa, đằng kia hai chiếc nữa vậy đó. Ngoài đường đó một hai chiếc xe nữa. Xe này là xe chứa nước nha quý vị. Xe này chạy vô lại nè. Tổng cộng là 4 chiếc. Quý vị. Ở đây xe chữa lửa lớn lắm quý vị ơi. Dài lắm. Đâu khoảng 10 thước á, chỉ dài 10 thước. Bề ngang 2 thước ngoài. 3 chiếc xe. Mấy cái ống để dưới đường rồi quý vị. Đây. Quay cận kẽ quý vị thôi. Mấy cái ống này là ống này ống để một đống ở đó đây rồi lính chữa lửa đây nè cũng có đó mấy ống đó ở trên cối đang xì cái đây là mấy cái kèn này kêu lớn không quý vị kêu là cũng điếc có tai luôn á. Kèn này kêu để cho người ta tránh đường ở xe đó, khẩn cấp đó, để tránh đường đó. Đây nè, có mấy cái thang đây. Đây cũng vậy. Đây chứa mấy cái ống này là lấy nước ra đó. Đây, trong đây. Có máy rồi, ấy trơn. Đây là cái thang cao quá vậy. Cái xe chữa lửa này đó, mấy cái đồ ngoài đây, có cái thang thiệt là cao luôn. Cái này nó đưa lên mấy nhà mấy tầng cũng đưa lên được hết chứ quý vị. Lên chữa lửa ta lên coi sao đó ở trên coi như thế nào á. Có gì thấy không, cây cà rồi người ta an toàn lắm, người ta để đó cho nó nguội, người ta đứng lên đó người ta coi xem xét rồi có những cái tàn gì ở trên hay không đó, ta đi người ta coi có nào ấy không đó, nhiều khi người ta coi có an toàn người ta cũng đó. Bây giờ mấy ổng đi xuống rồi quý vị, xuống rồi dẹp thang rồi chắc thấy an toàn rồi sao đó. Quý vị thấy không, cái này là cái máy sấy nè, nó cháy luôn. Máy sấy để ở ngoài quý vị, cháy luôn nè. So we have PG&E coming out also. We turn the power off to the building and they're going to ultimately just connect power to it and then let you know if you need to go to the base once the work has been completed, it doesn't matter how to control the power. Mấy anh này nói là đã tắt điện ở trong cổng hết trơn rồi. Chắc mình nghĩ là cái máy giặt này, máy sấy này nó nóng quá đó quý vị. Nó bắt đầu nó cháy lên.
nó cháy lên rồi, nó cháy nguyên cả trong đó. So we shut the electrical off the building, and PG's been notified about a half hour now to go looking back and cô này cổ bỏ đồ trống bị cháy hết cái gì à? Cháy hết đồ cổ, có thể là cái đồ đó nó không chịu sự nóng được, nó bốc cháy lên cái nó cháy cả cái máy sấy luôn, sấy cái nó lan tỏa ra. Dạ. Cô có đồ trong đó không cô? Không, cô tính từ bên đó. Dạ. Cô tính đi giặt rồi cô không giặt. Dạ. Và không dạ yeah. mới này nó không an toàn, mới cũ dạ yeah. Tại tụi nó phá quá, phá máy cũ quá. Cái gì thế không? Wow, ở trong là xì lì luôn, ở trong nóc nè này chí. Máy sấy nó dùng hơi nha quý vị, hơi ga nha quý vị, và gì nó điện nó không ấy. Đâu, cô này cô lấy đồ của ga nè. Này nó dùng ga, chất ga nha quý vị, rất là nguy hiểm quý vị, dùng điện không nói sao, dùng ga là nguy hiểm lắm. Bởi vì mình nóng dễ sợ luôn. Cái anh chữa lửa chỉ có anh chữa liền. Cái ông này. Wow, cái đầu cầm nó quay cả cái gì coi nó nha. Chung này nó xài bằng ga nha. Wow, cái này đổ cái đồ để tiền vô đó. Cái này nó chảy luôn. Wow. Nobody was using this one. You gotta work that. Rồi quý vị. Nè, nãy nó cháy luôn quý vị. Wow, bây giờ này cũng ẩm áp trong này quá. Đó, giờ tối hù đây nè. Đó, đằng sau này. Nước không. Đó, quay cho quý vị coi nha, trên nóc nhà này cái đèn cháy luôn. Wow. Cái